Thưa quý vị, những ai ăn chay hoặc là ăn kiêng thì chắc hẳn không còn xa lạ với nguyên liệu nấm. Nấm luôn là một món ăn bổ dưỡng bậc nhất. Việc dùng nấm đúng cách cũng sẽ phát huy được khả năng của chúng, tác động vào sức khỏe một cách rất tích cực. Nấm được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên nếu như mà kết hợp với nguyên liệu gia vị là bột ngũ vị hương thì chắc hẳn sẽ tạo nên những cái mùi vị rất là khác biệt. Ngũ vị hương cũng là một trong những cái gia vị rất là phù hợp cho cả món chay và lẫn món mặn. Và thưa quý vị, với mùi thơm nồng và sự hài hòa giữa các vị cay, đắng, mặn, ngọt, chua, ngũ vị hương giúp đánh bay mùi tanh và tạo được độ thơm ngon kích thích cho món ăn. Và ngày hôm nay thì đầu bếp của chương trình sẽ giúp các bạn làm cách món nấm đùi gà ướp ngũ vị. Nào mời các bạn chúng ta cùng nhau chuẩn bị giấy bút hoặc là smartphone đi để chúng ta kịp ghi chép lại những công thức mà đầu bếp của chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn. Trong các loại nấm thì nấm đùi gà được mệnh danh là nữ hoàng của các loại nấm. Nấm có chứa nhiều vitamin thiết yếu cho cơ thể và khoáng chất giúp tăng cường trí lực, lưu thông khí huyết. Các nhà khoa học cũng cho biết chiết xuất từ nấm đùi gà có tác dụng ngăn ngừa ung thư rất tốt. Nấm đùi gà còn được mọi người biết đến với tên gọi khác là nấm bào ngư Nhật. Nó là loại nấm thuộc họ bào ngư lớn nhất với hàm lượng dinh dưỡng cao, rất tốt cho cơ thể con người. Sở dĩ có tên gọi đó là do hình dạng chân nấm phình lớn nên được gọi là nấm đùi gà. Hiện nay nấm đùi gà thường được người ăn chay sử dụng như một loại nguyên liệu cốt yếu, vừa mang lại lợi ích về dinh dưỡng, vừa đảm bảo được yếu tố sức khỏe, lại còn có công dụng làm đẹp. Nấm đùi gà được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, trong đó có sự kết hợp với nguyên liệu là ngũ vị hương sẽ cho ra món ăn thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Quý vị và các bạn thân mến, ngũ vị hương là một trong những gia vị phổ biến ở các quốc gia châu Á. Các bạn có thể bắt gặp hương vị cuốn hút này trong các món ăn của người Việt. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mách quý vị và các bạn cách kết hợp ngũ vị hương với nấm để tạo nên một món ăn thơm ngon. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ nhờ anh Đinh Quang Anh là đầu bếp, cũng là giảng viên của Học viện Namas. Anh Quang Anh sẽ giúp chúng ta thực hiện món ăn này. Xin chào quý vị khán giả đài truyền hình. Hôm nay Quang Anh sẽ giới thiệu đến mọi người một món ăn liên quan đến ngũ vị hương, đó là món nấm đùi gà chiên ngũ vị. Anh Quang Anh này, tôi thấy ở đây anh chuẩn bị khá là nhiều nguyên liệu. Bây giờ anh có thể hướng dẫn quý vị khán giả là chúng ta sẽ phải chuẩn bị những nguyên liệu như thế nào đối với cả món ăn này? Dạ vâng ạ. Nguyên liệu chính của chúng ta ở đây gồm có nấm đùi gà và hành, tỏi khô. Gia vị của chúng ta sẽ dùng gồm có đường, tiêu, bột lem gà chay, ngũ vị hương, màu điều và muối hồng, hạt lem lấm và dầu ăn. Vậy thì ngũ vị hương có phải được coi là nguyên liệu chính để làm nên món ăn này không ạ? Để thực hiện món ăn này thì nguyên liệu chính của chúng ta là ngũ vị hương. Đúng như chị nói, gia vị chính của chúng ta là ngũ vị hương. Vì ngũ vị hương này là rất phổ biến ở Việt Nam chúng ta và nhiều nước châu Á. Trong thành phần của ngũ vị hương này gồm có đại hồi và tiểu hồi, quế và đinh hương, và còn nhiều thành phần khác, nhưng chủ yếu là những cái gia vị đấy Việt Nam rất là phổ biến. Tôi đã thấy là cái ngũ vị hương này rất là thơm rồi, và chắc chắn là bây giờ tôi và quý vị khán giả đang chờ đợi xem là món ăn mà anh Quang Anh sẽ thực hiện xong nó sẽ ngon tới cỡ nào các bạn nhé. Sau đây Quang Anh sẽ hướng dẫn quý vị khán giả món nấm đùi gà chiên ngũ vị. Đầu tiên hành tỏi chúng ta sẽ đập dập. Chúng ta chỉ cần thái rối để cho vào chảo. Sau khi hành tỏi của chúng ta đã đập dập và cho vào chảo thì chúng ta sẽ cho khoảng một bát nước vào để chúng ta đun cho cái hành tỏi nó phai ra cái hương thơm. Sau đó chúng ta sẽ cho gia vị vào bên trong cái chảo nước chúng ta đun cái hành tỏi này. Chúng ta dùng một thìa canh đường, ngũ vị hương chúng ta dùng 1/3 thìa, bột lên gà chay chúng ta cũng cho một chút thôi, muối, hạt lem lấm, chút màu điều. Trong lúc chúng ta đun sôi cái hành tỏi vào với các loại gia vị thì chúng ta giảm nhiệt độ đi nhỏ. Sau đó chúng ta tiến hành cắt thái nấm đùi gà. Cây nấm đùi gà to chúng ta sẽ cắt khoảng làm 3. Đặc tính của nấm đùi gà là nhiều vitamin, protein và chất xơ, nên khi chế biến cần phải khéo léo để các chất dinh dưỡng không bị ảnh hưởng.
Mỗi một cây nấm đùi gà có thể cắt ra làm 3 miếng vừa ăn. Sau đó, bạn cho từng miếng nấm đùi gà vào chảo trong vòng 10 phút để các hỗn hợp gia vị ngấm vào từng miếng nấm. Khi ăn sẽ rất đậm đà hương vị. Hãy nhớ để nhiệt độ vừa phải, để nấm chín từ từ. Vì nấm đùi gà khá dày thớ nên cần chín từ trong ra ngoài. Sau khi nấm đã ngấm gia vị, hãy lấy nấm ra khỏi chảo để chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo, đó là rán nấm. Ngoài ra, hỗn hợp vừa đun chín nấm sẽ được đổ ra bát và giữ lại. Các bạn chú ý là cái nấm của chúng ta đã đun với cả gia vị và hành tỏi khô rồi. Thì cái nấm của chúng ta sau khi đun đã chín rồi thì chúng ta rán thì chỉ phải cần nhiệt độ to để cho cái nấm của ta chín vàng lên là được. Sau khi cái lấm đùi gà của chúng ta đã chiên vàng thì chúng ta sẽ tiến hành cho cái nước sốt lấm mà nước sốt mà lúc đầu chúng ta đun cái lấm ở trong đó, chúng ta sẽ cho khoảng 3 thìa vào bên trong đó, chúng ta làm để cho cái món của ăn của chúng ta sẽ đậm đà hơn. Sau khi cho nước sốt vào, chúng ta sẽ đảo đều đến khi mà cái món của chúng ta nó sánh thì các bạn sẽ tắt bếp và bày ra đĩa ăn. Wow, rất là vàng đúng không ạ? Tôi đã ngửi thấy một mùi rất là thơm của ngũ vị hương cùng với nấm rồi. Dạ vâng. Nên là bây giờ món ăn của chúng ta hoàn thành không chưa? Món ăn của chúng ta cũng vừa hoàn thành thì chị tới đấy ạ. À, dạ. Vâng. Bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ phải cho ra đĩa đúng không? Dạ vâng. Thì để trình bày món ăn này thì tôi đã chuẩn bị một cái đĩa đã để cho một chút hoa để cho món ăn thêm phần phong phú hơn. Chúng ta có thể tùy ý để co chiếc đĩa sao cho đẹp mắt là được đúng không? Dạ vâng. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Tôi nhìn thấy trên cái đĩa ăn này có rất là nhiều màu sắc này, có những bông hoa xinh xinh này, có màu xanh của lá này, và quan trọng nữa đấy là món nấm của chúng ta được tẩm ngũ vị hương rất là thơm ngon. Có lẽ là bây giờ tôi và anh Quang Anh sẽ phải thử xem là món ăn này mang lại cái hương vị như thế nào nhé. Món nấm đùi gà chiên ngũ vị được chế biến thành công khi đảm bảo các yếu tố miếng nấm giòn, thơm, vàng đều trên bề mặt, các hỗn hợp gia vị ngấm được sâu vào từng thớ nấm. Các bạn chú ý, trước khi đưa vào chế biến, cần rửa sạch và nhẹ nhàng vì nấm rất dễ bắt bụi bẩn và gãy nát. Hãy bảo quản nấm trong điều kiện nhiệt độ vừa phải để nấm không bị hỏng mốc, nên ăn kèm nấm với một số loại rau củ quả để tăng thêm hương vị cho món ăn này. Chúc các bạn thành công! Và quý vị thân mến, như vậy là trong những ngày Tết vừa qua, bên cạnh những món ăn rất là thân thuộc như là bánh chưng, bánh tét, rồi thịt đông, rồi rất là nhiều những món ăn mà có lẽ rằng cho tới bây giờ khi mà chúng ta nhắc tới thì cũng đã có chút hơi ớn ớn rồi, thì món nấm ngũ vị hương vừa rồi mà chúng tôi chia sẻ trong chương trình có lẽ rằng là sẽ thay đổi hương vị, khẩu vị của quý vị trong những cái ngày Tết như thế này, để chúng ta tận hưởng những giây phút bên gia đình ạ. Vâng, và những cái hình ảnh vừa rồi cũng đã thay cho lời kết của chương trình đặc biệt số đầu tiên phát sóng ngày mùng 4 Tết Tân Sửu năm 2021 ngày hôm nay. Và thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng tôi vẫn muốn gửi đến quý vị một lời chúc nữa, giống như là đầu chương trình chúng ta đã nói, sức khỏe, trí tuệ và bình an. Chúng ta có những cái cuộc hội họp với nhau ngày Tết, nhưng mà thưa quý vị, chúng ta cũng tuyệt đối là đừng nên chủ quan và nên nhớ cái nguyên tắc 5K để lúc nào cũng vậy, chúng ta sẽ đảm bảo được mục tiêu kép là vừa vui trong ngày Tết mà còn đảm bảo được an toàn cho bản thân mình lẫn những người thân trong gia đình nữa.
Và thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị khán giả của VTC9 đã đồng hành với chúng tôi trong suốt một năm đầy biến động vừa qua. Và đương nhiên rồi, năm mới VTC9 cũng sẽ nỗ lực để toàn bộ những người làm các chương trình của chúng tôi mang đến cho quý vị những sản phẩm tuyệt vời nhất. Và bất cứ sản phẩm nào cũng cần sự đóng góp của quý vị, những phản ánh, thư từ hay là chia sẻ về nội dung, hãy gửi về cho chúng tôi tại địa chỉ kênh VTC9 số 23 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email của chúng tôi thì có rất là nhiều địa chỉ, nhưng mà quý vị có thể gửi đến nói về cuộc sống @vtc.gov.vn hoặc số điện thoại 0901812999. Chúc mừng năm mới. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.